món ăn miền Trung. Hôm nay Nga sẽ dẫn các bạn đến quận 5 ăn một quán hủ tiếu rất là nổi tiếng tại quận 5, đó là quán hủ tiếu Cả Cần. Thì quán này Nga ăn từ rất là lâu rồi, ăn từ lúc mà còn ở trên nhánh cũ ở ngoài phía đường Hùng Vương với Nguyễn Tri Phương. Nhưng mà hôm nay quán giờ vô trong hẳn đường Hùng Vương luôn, ăn chắc cũng được 12, 13 năm gì đó rồi nên là kinh nghiệm lắm. Nhưng mà hủ tiếu thì mùi vị không bao giờ thay đổi. Nga thích ăn cái loại mà hủ tiếu khô hơn là hủ tiếu nước. Hủ tiếu khô ở đây có một cái nước sốt cực kỳ đặc biệt luôn. Và đặc biệt, đặc sản ở đây đó là hủ tiếu sườn. Tuyệt vời nha mọi người. Miếng sườn rất là to và trong đó còn có thịt bằm nữa nè. Rồi còn có tôm, còn có xát xíu. Bây giờ Nga sẽ là cái thao tác giới thiệu cho các bạn các món ăn ở đây. Lần nào Nga vô đây Nga cũng phải ăn cái món này hết. Đó là bánh bao xát xíu. Cái xát xíu này cực kỳ ngon luôn mọi người. Nhỏ thôi nhưng mà cái nhân làm á là có phần xát xíu và phần nước sốt đặc biệt. Nó hơi ngọt ngọt, hơi mặn mặn. Xuất sắc. Ngon quá. Cực kỳ ngon, cái mà mở ra là thấy khói bốc lên là thấy xuất sắc rồi. Đây là test thử nha. Rồi, tháo cái phần giấy ra. Banh phần nhân ra. Hỏi. Cong cái miệng lên. Rất là ngon. Cái phần bột bên này á, nó hơi ngọt ngọt, mềm thơm. Và cái phần nhân bên trong, cái phần nước sốt rất là đặc trưng. Và cái phần thịt xíu thì rất là dày, rất là thơm. Rồi, thay vị nha, nãy giờ tôi mới thay vị. Chứ là Nga chỉ mới giới thiệu cho các bạn là thay vị thôi. Bây giờ mới vô món chính. Ở đây hủ tiếu là món gọi là chủ lực của quán. Thì có hai loại là hủ tiếu nước và hủ tiếu khô. Và cái cộng hủ tiếu ấy, thì nó sẽ cũng có hai loại là hủ tiếu dai và hủ tiếu nhuyễn nhuyễn bình thường. Giống như vậy Nga thì Nga thích ăn khô hơn. Tại vì khi mà ăn khô á, nó sẽ có cái phần nước sốt. Nè các bạn, thấy không? Sẽ có cái phần nước sốt cực kỳ đặc biệt của quán luôn. Rất là ngon, ngọt ngọt, mặn mặn, đặc biệt lắm, ngon lắm. Rồi còn cái cộng hủ tiếu thì Nga thích cộng hủ tiếu mà bình thường vậy thôi nha. Không thích ăn cái cộng hủ tiếu mà to. Trong tô hủ tiếu thì sẽ có một cục xương to như thế này. Có xát xíu, có thịt bằm, có hành, có tôm. Bây giờ mình sẽ làm công tác trộn lên. Các bạn nếu mà thích ăn cho đậm đà hơn á, thì các bạn có thể có thêm gia vị. Chúng ta sẽ có nước tương, pha một ít giấm và tương ớt. Anh quay zoom cho em cái phần ăn trộn. Bây giờ là Nga sẽ làm cái thao tác là sơ chế trước khi ăn. Đó, cho nước tương ớt mình vô nữa. Tại tôi ăn hơi mặn nha mọi người. Mọi người thấy cục sườn chưa? Đã. Mọi người thấy cục sườn chưa? Bao bọc bởi một lớp thịt là một lớp mỡ, một lớp thịt, một lớp mỡ. Đây, Nga còn gọi thêm một tô hủ tiếu thêm. Để mà có được một cục thịt sườn. Anh quay phim tập trung. Trời ơi, lúc nào tôi làm cái clip này tôi cũng rất là tội nghiệp cái cameraman. Là lúc nào cũng không được ăn cho nên là mất tập trung. Là cái miếng sườn này là để có được cái miếng sườn này là phải rất là công phu. Phải được tuyển thợ từ bên Ý, bên Tây, bên Tàu về, bên Tàu về. Để mà cắt được cái miếng sườn mà vừa có thịt, vừa có mỡ, mà vừa có xương, mà vừa có gân như thế này là cực kỳ công phu nha mọi người. Đó, trộn lên. Xuất sắc. Chưa ăn mà thấy là muốn xin muốn chết rồi đó. Phần hủ tiếu hòa lẫn với cái phần sốt nha mọi người. Xong rồi cái phần xá xíu nó thấm đều cái phần sốt và cái phần mật ong. Rồi, bây giờ Nga sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người cái phần nước lèo. Ăn hủ tiếu là phải có nước lèo. Nhưng mà hủ tiếu khô thì nước lèo sẽ để riêng. Thì Nga sẽ cho miếng salad vô. Nước lèo ở đây được hầm toàn là xương không à mọi người. Mấy người đi ăn hủ tiếu bên ngoài mà 15 ngàn tô là toàn là ngọt chứ được. Nhưng mà ăn hủ tiếu ở đây là sẽ toàn là xương. Cho nên nước hủ tiếu là cực kỳ ngọt xương luôn. Nước lèo cực kỳ thơm ngon ngọt xương. Cho miếng rau tần ô với salad vô cho nó thơm nha cả nhà. Rồi còn gì nữa không ta? À còn bởi vì là đang trong chế độ ăn kiêng cho nên là Nga sẽ kêu thêm một tô hủ tiếu. Tại vì thật sự là tô hủ tiếu trong tô này nó cũng hơi ít, không đáp ứng đủ cái nhu cầu mà tiêu thụ của Nga. Cho nên là Nga kêu thêm một tô hủ tiếu riêng như thế này, nước sốt riêng nha. Để lát nữa tôi ăn mà còn xịt, còn sườn á, còn cái miếng sườn mà công phu hồi nãy đó, tôi sẽ bỏ thêm hủ tiếu vô. Rồi chưa nha, chưa ăn. Đó, trước khi ăn nha, còn nó có thêm một nguyên liệu đó là chả. Khi mà các bạn mọi người ăn á thì chả sẽ được để trên bàn như thế này. Ai ăn bỏ vô, bỏ không ăn thì thôi. Còn muốn đem về thì đem về thì nhớ trả tiền. Đó, mở ra. Chả cực kỳ ngon mọi người, chả tự làm, chả handmade, không phải chả lấy anh lò. Không có hàng the, không có kim biên nữa mấy má. Rồi, xuất sắc. Đó, thấy
chung là từ cái giai đoạn mà bắt đầu chiên món cho tới giai đoạn mà ăn là phải mất khoảng 3 tiếng 45 phút để mà nha sơ chế với lại trộn sốt rồi này kia. Nói chung là cũng hơi mất thời gian nhưng mà nhiều cái miếng ăn mà nhiều cái miếng ăn cho nên là thôi mình phải chấp nhận rồi. Vô. Rồi bây giờ nha sẽ test món cho mọi người nha. Hơn là nhớ đón xem game show mới của tôi. Vậy thôi, xin chào tất cả nhà.